các quái vật ở ngoài kia, và chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình khỏi cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát: Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Không khí mát mẻ và mặt trăng to khỏe, hãy bật đèn lên nhé để không bị cắn bởi ma cà rồng. Ma phù thủy thì nấu ăn, còn thầy ma thì lăn xăng. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát: Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma cà rồng thì đang bay và ma sói thì đi săn. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình ở cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Anh có thấy đèn lồng biến ô chắc không? Anh ấy đang đi ra ngoài đó. Cười trông rất ghê gớm, mắt đỏ sang tươi màu, xương là gầu và bi ngô là đầu. Bàn chân anh bước đi đều đó Halloween này, bi ngô đen đi ra khỏi giường rồi. Nụ cười trông rất ghê gớm, mắt đỏ sang tươi màu, xương là gầu và bi ngô là đầu. Bàn chân anh bước đi đều đó Halloween này, bi ngô đen đi ra khỏi giường rồi. Vàng cảm giả nó nhăn nhẻo, nó tạo bơi dao này, chưa ai nghe thấy được bi ngô nói gì. Mà chân anh bước đi đều đó Halloween này, bi ngô đen đi ra khỏi giường rồi. Nụ cười trông rất ghê gớm, mắt đỏ sáng tươi màu, xương là gỗ và bi ngô là đầu. Bàn chân anh bước đi đều đó Halloween này, bi ngô đen đi ra khỏi giường rồi. Nụ cười trông rất ghê gớm, mắt đỏ sang tươi màu, xương là gỗ và bi ngô là đầu. Bàn chân anh bước đi đều đó Halloween này, bi ngô đen đi ra khỏi giường rồi. Nụ cười trông rất ghê gớm, mắt đỏ sang tươi màu, xương là gỗ và bi ngô là đầu. Bàn chân anh bước đi đều đó Halloween này, bi ngô đen đi ra khỏi giường rồi. Ta hãy đi từ cửa này sang cửa khác, không ai biết đó là chúng ta. Chúng ta sẽ nhận được rất nhiều kẹo trong những bộ trang phục này. Non, non, kẹo hay kẹo chú ý nha. Nhìn, tôi con ma này.
đó khiến họ sợ hãi. Hãy đi đến ngôi nhà tiếp theo. No, kêu hay kêu để ý nha. Nhìn tôi dâm đi này. No, kêu hay kêu nói với tôi. Nhìn tôi quái vật này. Tôi vẫn có thể ăn nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy đi tiếp nào. Nóc, kêu hay kêu chú ý nha. Phù thủy đầy. Nóc, kêu hay kêu tớ sẽ ăn. Tôi ma sói đầy. Giờ tôi đã no rồi. Đó là niềm vui. Mọi người trông rất sợ chúng tôi. Bạn có biết gì về Halloween không? Hãy để tôi giải thích cho bạn trong một bài hát. Đó là ngày Halloween. Điều đó có nghĩa là chi? Người ta nói lừa hay lọc. Một số ở nhà và ăn. Cho đó là một câu chuyện gửi lời chúc trên email. Nhưng sự thật là gì khác? Là ngày của các thây ma. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay. Phù thủy thì họ thích bơi. Các quái vật họ thích ăn và ăn. Và zombie không chết đâu. Mày không tin tôi ư? Hãy nghe này. Vài người lớn và trẻ em nhận bài học từ mẹ của họ. Trong cách gõ cánh cửa to và nhiều hơn nữa. Họ không biết những khung dệt, cách ăn mặc và trang phục. Đang bị lừa ra khỏi phòng, chạy thẳng đến nơi cái chết. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay. Phù thủy thì họ thích bơi. Các quái vật họ thích ăn và ăn. Và zombie không chết đâu. Nếu bạn nghĩ rằng đó là tất cả những gì xảy ra, chờ đợi cho đến khi bạn nghe thấy điều này. Có những người họ là ai đã sử dụng Halloween. Không chỉ do mình bạn đâu mà cả bố và mẹ bạn. Câu chuyện có cùng âm thanh khiến cho bạn sợ rung lên. Hát những bài hát đáng sợ chỉ cần thế này. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay. Phù thủy thì họ thích bơi. Các quái vật họ thích ăn và ăn. Và zombie không chết đâu. Đó là Halloween cho bạn. Bạn hiểu rồi chứ? Đó là Halloween. Và ma quỷ đang quay trở lại. Ở vòng quanh đó và họ đến đây. Da tái xanh vì quá sợ rất tìm thôi. Sương mù mờ ảo thấy họ ở đây. Ma cà rồng đang gầm gừ sợ qua đi. Lên và xuống bên cạnh bàn đó, gần và xa phía sau của bàn đó. Bự và ghê bàn làm gì đó, phép thuật hay là búp bê ma quỷ. Không thể chạy là Halloween đây. Không thể chạy là Halloween đây. Chạy xuống đó đến nhà bạn ơi.
tôi không muốn phải ở đây chỉ một mình. Khi bạn cố gắng, chuông thì reo vang, bạn nghe họ tiếng gầm gừ trên điện thoại. Lên và xuống bên cạnh bàn đó, gần và xa phía sau của bàn đó, bự và ghê bàn làm gì đó, phép thuật hay là búp bê ma quỷ. Không thể chạy là Halloween đây, không thể chạy là Halloween đây. Ở vòng quanh đó và họ đến đây, da tái xanh vì quá sợ rất điềm hồi. Sương mù mờ ảo thấy họ ở đây, mà cả rồng đang gầm gừ sợ qua đi. Lên và xuống bên cạnh bàn đó, gần và xa phía sau của bàn đó, bự và ghê bàn làm gì đó, phép thuật hay là búp bê ma quỷ. Không thể chạy là Halloween đây, không thể chạy là Halloween đây. Ồ không, một năm nữa trôi qua rồi, Halloween đã trở lại. Phù thủy ở trên trời phép bay lên trời, zombie đi sang thành đoàn ghê quá. Dùng đồng sơ sạc tăng phá bơi quái vật, phải chăng Halloween đã trở lại đây? Hồn ma mang đến cho ta nỗi ám ảnh, người soi tìm cho mình món ăn đỡ đói. Nghe chàng trở nên đông đúc với zombie, phải chăng Halloween đã trở lại đây? Đúng rồi, có quái vật ở khắp mọi nơi. Phù thủy ở trên trời phép bay lên trời, zombie đi săn thành đoàn ghê quá. Dùng đồng sơ sạc tan phá bơi quái vật, phải chăng Halloween đã trở lại đây? Hồn ma mang đến cho ta nỗi ám ảnh, người soi tìm cho mình món ăn đỡ đói. Nghe chàng trở nên đông đúc với zombie, phải chăng Halloween đã trở lại đây? Không có lối thoát nào từ Halloween sao? Phù thủy ở trên trời phép bay lên trời, zombie đi săn thành đoàn ghê quá. Dùng đồng sơ sạc tan phá bơi quái vật, phải chăng Halloween đã trở lại đây? Hồn ma mang đến cho ta nỗi ám ảnh, người soi tìm cho mình món ăn đỡ đói. Nghe chàng trở nên đông đúc với zombie, phải chăng Halloween đã trở lại đây? Ồ không, nó ở đây, Halloween ở đây, cứu tôi với! Ôi, thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cho cô bé. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi, vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với túi to và cái nắp, ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc hôn út. Thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi. Một bé búp bê của cô Molly bệnh rồi rồi rồi, vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đem với túi to và cái nắp, ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa thật thật. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt
xuống đó, tôi biết